Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Chúa Cha và anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta không chỉ mừng lễ Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh, mà hôm nay chúng ta cùng với hai ban nữa trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đó là ban nhạc nhẹ và ban ca, mừng một vị thánh bổn mạng cho ban của mình, đó là Thánh Vinh Sơn. Nhìn lên Thánh Vinh Sơn chắc hẳn rất quen thuộc với từng người chúng ta, bởi vì Ngài nổi tiếng là Thánh hay làm nhiều phép lạ. Nhưng nhìn lên khuôn mặt của Ngài, chúng ta thấy trên đỉnh đầu Ngài có một ngọn lửa cháy, và sau lưng Ngài có một đôi cánh. Chiều hôm nay hỏi một vị trong ban ca thì tại sao Ngài có cánh ở trên vai của mình thì không biết. Vậy thì hỏi bên nhạc nhẹ, tại sao trên đầu Thánh Vinh Sơn lại có một ngọn lửa tượng trưng cho điều gì? Và cũng hỏi xem tại sao mình ngộ nhận là ban nhạc nhẹ, khi ban nhạc nhẹ và ban ca vào xin ý lễ, hỏi tại sao gọi là ban nhạc nhẹ thì rất khó giải thích. Nhạc nhẹ phải chăng là cầm chiếc đàn kèn nhẹ hơn các kèn khác? Bởi vì ban kèn đồng thì rõ ràng, nhưng ban nhạc nhẹ có phải là kèn nhỏ hơn, nhẹ hơn hay bé hơn chăng? Nhưng qua tìm hiểu thì thấy dù là ban nhạc nhẹ nhưng diễn tả một bài hát, một bài nhạc như bao nhiêu ban khác, cũng đầy đủ các tiết tấu như nhau, nhưng có thể nói nhẹ hơn một chút, không rầm rang, không mạnh bạo như ban kèn đồng. Xin quay lại ý của bài giảng trước. Điều mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ nhận ra là khi Ngài về trời thì các ông không còn mồ côi một mình, nhưng Ngài ban Thánh Thần cho các ông. Nhưng có một điểm thấy mâu thuẫn trong tin mừng hôm nay, đó là Chúa bảo chẳng bao lâu nữa anh em thế gian sẽ không thấy Thầy, phần anh em sẽ thấy Thầy. Tại sao thế gian lại không thấy Chúa mà chúng ta lại thấy? Trong cuộc sống gia đình chúng ta có rất nhiều ví dụ tương ứng như vậy. Ví dụ như một người thân yêu của chúng ta đi làm ăn xa, thì có thể hàng xóm thấy một người xa mình không ở với gia đình mình, có thể mừng thầm vì mất đi hay cất đi một đối thủ, hay tránh đi một tiếng nói. Còn người thân trong gia đình thì thấy người gia đình của mình đi làm ăn xa thì nhớ thương, thì lo lắng. Rồi một ví dụ khác, ví dụ như một ai đó trong gia đình của mình qua đời, thì cũng người hàng xóm có thể thích, bởi vì từ nay mình không phải đối diện, đối chọi với những kẻ mình ghét nữa. Thế nhưng người thân trong gia đình thì cũng nhiều người nhớ thương, nhớ tiếc, bởi vì người thân của mình không còn nữa. Và đôi khi nhìn những cảnh đời trong
đời sống mỗi ngày, mình sẽ nhận ra đó là hình bóng của người thân yêu trong gia đình của mình. Cũng như nhìn thấy một vật kỷ niệm nào đó, chúng ta thấy người thân yêu còn đang sống hiện diện nơi gia đình của mình. Nhìn vào hai ví dụ đó, chúng ta trở lại bài tin mừng, thấy được rằng khi Chúa lên trời, thế gian sẽ không nhận ra Chúa, nhưng chúng ta nhận ra Ngài, bởi vì chúng ta yêu mến Ngài. Còn nếu chúng ta chỉ nhận ra Ngài bằng con mắt xác thịt, thì một ngày nào đó mắt mở đi, chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Hoặc đôi mắt sẽ mù lòa, chúng ta sẽ không nhìn được gì. Nhưng chúng ta nhìn thấy Chúa bằng con tim, bằng lòng cảm thông, bằng sự tha thứ, bằng lòng yêu thương. Và như vậy, chúng ta mới thấy Chúa trong đời sống chúng ta. Chính vì vậy mà Chúa nói với chúng ta rằng, thế gian sẽ không thấy Thầy, nhưng chúng con thấy Thầy. Nói như thế không phải thế gian không có lòng yêu mến, không có lòng cảm thông, không có sự tha thứ. Thế gian vẫn có, chúng ta cũng có. Nhưng chúng ta làm tất cả những điều đó trong ơn gọi là Kitô hữu, tức là lấy danh hiệu là Chúa Kitô ở trong mình, để chúng ta thể hiện lòng yêu thương của chúng ta với tất cả những anh chị em của mình. Vâng, chính điều đó mới không mâu thuẫn cái câu mà Chúa mời gọi chúng ta: ít lâu nữa thế gian sẽ không thấy Thầy, phần anh em thấy Thầy. Hôm nay chúng ta thấy hai ban cùng với giáo xứ chúng ta cùng nghinh Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Vincente. Thánh Vincente có cánh và trên đầu của Ngài có một ngọn lửa, bởi vì chính trong đời sống của Ngài diễn tả tất cả. Theo thuật trình rằng, khi Ngài còn trẻ khoảng 17 tuổi, thế nhưng học thức của Ngài rất uyên bác. Uyên bác đến độ mà các cha giáo, các giáo sư cho rằng Ngài đã ngang tầm với những vị giáo viên, giáo sư. Cha của Ngài thì rất muốn Ngài trở thành một linh mục và hiến dâng Ngài trong dòng Thánh Đa Minh. Thế nhưng mẹ của Ngài thấy tương lai của Ngài tươi sáng, bởi vì Ngài quá giỏi, quá học thức như vậy, cho nên không muốn Ngài đi tu. Thế nhưng với ơn gọi, Ngài vẫn quyết tâm. Cuộc sống không như chúng ta tưởng. Cha thì thích mình đi tu, mẹ thì không thích. Và như vậy thì mẹ cũng tìm mọi cách khác nhau. Ngài vừa giỏi vừa đẹp trai, và giỏi sang đẹp trai như vậy chắc hẳn nhiều bóng hồng sẽ theo Ngài. Bởi vì từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử, Ngài rất giỏi sang, nổi danh thời đó, và phải nói biết bao nhiêu người theo đuổi. Thế nhưng Ngài đã hiến thân cuộc đời của mình theo ơn gọi tu trì trong dòng Đa Minh và trở thành một vị thánh vĩ đại trong dòng. Vâng, trong cuộc sống dương thế của Ngài còn nổi lên một điều quan trọng khác. Mặc dù giỏi giang như vậy, nhưng Ngài rất khiêm nhường. Chắc hẳn chúng ta đây ai cũng nhớ đến câu chuyện của Thánh Đa Minh về sự khiêm nhường của Ngài. Ngài làm nhiều phép lạ đến độ người ta tôn sùng Ngài như là Thiên Chúa vậy. Ngài đi đến đâu thì người ta quỳ xuống hôn đất Ngài đi qua hay hôn chân của Ngài, cũng như có thể rờ vào được tà áo của Ngài. Thế nên bề trên nghiêm cấm Ngài không được làm phép lạ nữa. Và Ngài đã vâng lời. Trong một lần đi giảng thuyết về, Ngài đang đi qua một công trình xây dựng thì thấy một anh thợ xây trên giàn giáo vừa ngã, thì Ngài bắt anh đó hãy đứng nguyên tại chỗ, tức là đang trên đà rơi xuống, phải đứng nguyên tại chỗ để Ngài về xin phép bề trên cho mình đi làm phép lạ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một sự khiêm nhường quan trọng trong đời sống ơn gọi. Thế nhưng Ngài đã diễn tả tất cả những điều đó. Hôm nay hai ban nhạc nhẹ và ca đoàn. Ban nhạc nhẹ như khởi đầu thánh lễ con đã thưa với cộng đoàn, tức là gọi là nhạc nhẹ, nhưng tất cả các bản nhạc để có thể hòa tấu được một bài hát, một bản nhạc có thể tấu lên cho mọi người thấy được một bản nhạc hay thế nào, dù gọi là nhạc nhẹ,
nhưng tất cả ban nhạc đều diễn tả được tất cả. Tiếng nhạc dù nhỏ nhưng vẫn diễn tả được tất cả những điều đó. Và điều đó cho mỗi người chúng ta thấy ý của ban nhạc chắc hẳn ý của người khởi đầu muốn nhận Thánh Vinh Sơn làm quan thầy. Nó nên trong cuộc đời của sự nghiệp của ban nhạc, dù là diễn cả trong đời sống phục vụ hay bên ngoài, thì cũng nói lên sự khiêm nhường nhưng vẫn diễn tả được tất cả ý nghĩa sâu sắc của một bài hát muốn diễn tả nên qua lớp nhạc của mình. Thì đời sống gia đình chúng ta cũng vậy. Trong đời sống, dù là gia đình nhỏ, gia đình lớn, nhưng tất cả đều nói lên một gia đình. Dù nhỏ cũng là một gia đình, lớn cũng là một gia đình, nhưng tất cả chúng ta cũng phải diễn tả cả một đời sống của mình làm sao để nói lên tình thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình. Còn ban ca, chắc hẳn anh chị em cũng thấy điều quan trọng nơi Thánh Vinh Sơn. Hôm nay chắc hẳn cộng đoàn chúng ta thấy ban ca kê một sạp hay một bục lên để mình có thể nhìn thấy ca trưởng điều khiển ca đoàn để dễ hát. Hôm nay cộng đoàn chúng ta mới thấy ca đoàn hát lễ. Tại sao như vậy? Bởi vì mọi ngày chúng ta thấy anh chị em, dù là ban ca là một trong những ban hát hay trong giáo phận, thế nhưng chúng ta chỉ nghe thấy tiếng hát của họ mà chả thấy họ đứng ở đâu. Mặc dù trong phục vụ mời gọi ban ca sống giữa cộng đoàn hay ở giữa cộng đoàn, tức là gần với gian cung thánh, thế nhưng do hoàn cảnh giáo xứ thì ban ca lại đứng trên gác hát, gác đàn hay còn gọi là sản hát. Mặc dù khuất bóng như vậy nhưng vẫn diễn tả đầy đủ ý nghĩa của một bài hát, vừa ca tụng Thiên Chúa, vừa nói lên tâm tình cầu nguyện giúp ích cho cộng đoàn trong phục vụ. Vâng, sự khiêm nhường ở đó cũng nói lên lòng ca tụng Thiên Chúa nơi Thánh Vinh Sơn mà anh chị em nhận Ngài làm bổn mạng. Vâng, tại sao Ngài có cánh? Tại sao Ngài có ngọn lửa? Bởi vì trong đời sống của Ngài không chỉ diễn tả bằng chính đời sống mà chính Ngài còn tuyên bố ta là thiên thần của sách Khải Huyền, hay thiên thần của ngày hiện xuống, hay thiên thần của ngày phán xét. Vâng, chính những điều đó nói lên cho chúng ta thấy nơi lòng nhiệt thành của Thánh Vinh Sơn trong đời sống ơn gọi làm người, làm con Chúa, trong việc rao giảng tin mừng qua cách sống của mình. Điều đó không chỉ mời gọi cho hai ban kim nhạc nhẹ và ban ca trong đời sống ơn gọi là Kitô hữu của mình, mà còn mời gọi cho tất cả mỗi người chúng ta đây, như Chúa mời gọi chúng ta, đó là anh em sẽ thấy Thầy. Chúng ta sẽ phải thấy Chúa trong đời sống gia đình mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ được thấy Chúa trong anh chị em của mình. Thấy Chúa ở đây chứ không phải thấy ma quỷ. Thấy Chúa ở đây chứ không phải thấy sự dữ. Thấy Chúa ở đây chứ không phải thấy sự ác trong đời sống anh chị em của mình. Không phải chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta cứ phải xô lệnh nhau, tức là mình luôn nói những điều tốt lành của nhau mà không nói điều xấu giúp ích cho nhau. Thế nhưng xây dựng cộng đoàn không phải chúng ta đưa nhau ra chỗ sáng chỗ tối hay tụng năm tụng ba để có thể kể xấu về người này, kể xấu về người khác trước mặt mọi người để thỏa mãn cái miệng của mình. Thánh Vinh Sơn mặc dù giỏi giang như vậy nhưng Ngài sống khiêm nhường trong sự vâng phục. Mặc dù ai đó trong cộng đoàn chúng ta giỏi giang như vậy, đạo đức như thế, thế nhưng chúng ta được mời gọi sống trong một cộng đoàn giáo xứ, sống trong sự hiệp nhất yêu thương. Chúng ta thấy dù là ban nào cũng thế, đều muốn nói lên trong sự xây dựng cộng đoàn trở thành một cộng đoàn hoàng xá, biết hiệp nhất, biết yêu thương, trở nên cộng đoàn làm cho mọi người nhận ra danh Chúa đang hiện diện ở nơi đây, ở gia đình mỗi người trong xứ đạo chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, như bản kết hoa trong tháng hoa vừa rồi cho chúng ta thấy, chúng ta tôn vinh Chúa
cùng với mẹ Maria tôn vinh Chúa để nói lên lòng nhiệt thành, lòng biết ơn Thiên Chúa tạo dựng lên mỗi người chúng ta, thì Ngài cũng ban cho chúng ta một tâm hồn, một trí thông minh, một lòng đạo đức, để rồi chúng ta biết yêu thương nhau, để rồi qua đó chúng ta chia sẻ tình thương với nhau, và rồi nhận ra ơn gọi là người, là con Chúa trong từng hoàn cảnh. Nhờ đó chúng ta mới được đạt tới hạnh phúc nước trời. Ước gì hôm nay chúng ta vừa tôn vinh mẹ, vừa tôn vinh Thánh Vincent trong Chúa Nhật thứ sáu phục sinh này, mời gọi cho mỗi người chúng ta tuyên xưng đức tin của mình trong đời sống qua việc tôn phong các thánh trong chính cách sống của chúng ta mỗi ngày hôm nay. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta đứng để cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh.